nhấn mạnh chuyến thăm lần này của tàu sân bay Roosevelt là một sự kiện lịch sử, đánh dấu mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam. Ông Kristen Brink đã nói, nếu các bạn hỏi chúng ta nên gọi quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và Việt Nam như thế nào, với tư cách là đại sứ Mỹ ở Việt Nam, câu trả lời của tôi sẽ là sự tập trung vào nội dung và bản chất thực sự của hợp tác giữa hai quốc gia, chứ không phải trên bề mặt của ngoại giao. Và tôi tự hào khi một lần nữa tuyên bố quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam chưa bao giờ tốt hơn, chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. Tàu sân bay USS Roosevelt đi cùng với tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill trở thành tàu sân bay thứ hai của Hoa Kỳ thực hiện ghé cảng Việt Nam kể từ năm 1975. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vừa cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Năm, ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây là một trong nhiều sự kiện trong năm 2020, kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kristen Brink cùng với phái đoàn thành phố Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng dẫn đầu, đã lên tàu để chào đón thủy thủ đoàn. Reuters dẫn lời tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc John Aquilino nói trong cuộc họp báo ngay tại thành phố Đà Nẵng vào sáng thứ Năm. And with regard to the United States operations, as my Secretary of Defense stated, we will... Liên quan đến các hoạt động của Hoa Kỳ, chúng tôi tiếp tục dùng chiến hạm, phi cơ đi vào bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ an ninh và thịnh vượng. Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi về bất kỳ trang thiết bị hoặc những khả năng mua sắm nào mà Việt Nam quan tâm. Cả Đô đốc Aquilino và Đại sứ Kristen Brink đều ca ngợi Việt Nam và Hoa Kỳ đã nỗ lực trở thành đối tác sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Chuẩn Đô đốc Stu Baker, chỉ huy trưởng nhóm tàu sân bay tác chiến chính, được Reuters dẫn lời. Chuyến thăm này cũng là bằng chứng cho cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi các quốc gia cùng tôn trọng chủ quyền và thượng tôn pháp luật. Vấn đề này được Đại sứ Kristen Brink tiếp lời. And I think if you take a step back and look at the larger context, I think the visit of the Roosevelt and Admiral Aquilino also shows our shared commitment. Nếu cùng lùi lại một bước và nhìn rộng hơn, tôi nghĩ chuyến thăm của tàu sân bay Roosevelt và Đô đốc Aquilino cho thấy cam kết chung của chúng tôi với đối tác trong khu vực về các nguyên tắc mà chúng tôi đã cam kết và chia sẻ liên quan đến quy tắc giải quyết tranh chấp trong khu vực dựa trên nền tảng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Với thủy thủ đoàn, gồm 5.000 người tham gia hỗ trợ và thực hiện các hoạt động không quân trên biển, tàu bao gồm một tàu tuần dương tên lửa và 6 tàu khu trục. Chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Các thủy thủ tàu sẽ tham gia vào các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, giao lưu tiếng Anh, cũng như thăm các trại trẻ mồ côi và nạn nhân của chất độc da cam. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động trao đổi nghiệp vụ và giao lưu cộng đồng về hỗ trợ ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.